con yêu. Đó, gắn cái cọng dây lên cao lên xíu nha không? Coi chừng nó rớt xuống là nước nó vô đó. Chị, đi đâu xách đồ nhiều vậy Tiểu Thư? Rồi, thằng Tùng đâu, số nó không phụ em. Em đang bệnh đó. Anh Tùng đi công chuyện với anh Hào rồi. Em nằm nhà hoài cũng chán, nên định đi vòng rồi ghé siêu thị mua đồ luôn. Điều này là đi đánh nhau nữa rồi phải không? Không có đâu chị. Thôi mệt, lên phòng nghỉ đi. Dạ em. À, tiền phòng á, cuối tuần em gửi chị nha. Trời đất ơi, tiền phòng lúc nào cũng được Tiểu Thư. Em không phải Tiểu Thư nha. Em không phải Tiểu Thư, em là vợ của ông Tùng đúng không? Dạ. Ủa, nhiều nhớ đàn cho chị nghe nha. Dạ. Ông phải. Ông phải. Thằng Hào Sữa, thằng quỷ sứ, mỗi lần mà xuất hiện là xúc sổ đổ tháo của tao tùm lum hết trơn à. 1, 2, 3, 4, nhiêu tiền tôi trả. Chà, ngon ha, mày giàu ha. Mày giàu quá, mày trả mấy tháng tiền nhà cho tao đi. Đẹp trai mà khó khăn quá. Đẹp trai là một chuyện, tiền nhà vẫn phải đòi mày. Tao nói cho mày biết, gặp thằng chủ nhà khác là anh đuổi cổ mày đi lâu rồi. Nó thiếu anh mấy tháng tiền nhà vậy anh? 3 tháng. Ông già ông bị sản anh. Dạ, anh ơi, em phụ trách vô bày ra nha. Nha. Chà, ăn nhậu nữa ha. Ủa, mà mày đại ca mà sao thấy tối ngày mày mua mồi mua rượu không vậy? Còn thằng này không hùng gì trơn. Sao biết không hùng? Tao hùng cái sức nè. Tụi nó nặng gần chết luôn nè. Ây da. Tiền nhà của nó, bài bữa tôi trả luôn cho. Chà, mày đúng là đại ca tốt luôn à. Đại ca sao bằng đại gia. Ông Bảy, làm gì nãy giờ người ta kêu mà không trả lời vậy? Có nghe đâu, kêu vụ gì? Chở người ta đi chợ Đà Lạt. Kê cưng. Trời ơi, công nhận. Trời ơi, ngon quá nãy ơi. Trời ơi. Ăn đi, ăn ngon quá. Ăn đi. Ngon quá trời. Ngon. Alo. Cái gì mày? Cứu gì cứu? Mày gọi nữa tôi cứu đầu mày á. Không gọi lại nữa nghe chưa? Cứu gì trời. Có chuyện gì vậy? Ôi, mấy thằng tép râm tép riêu mà không quan tâm nó làm gì. Ôi, bà chị ngon quá chị hai ơi. Chắc bữa nay em nhậu tới sáng quá à. Ừ. Để mai mốt tôi đi chợ, tôi nấu thêm nữa nha. Ủa, không được. Bữa nay thôi. Mai nhậu là em mua mồi. Mày nói hoài mà có bao giờ mày mang qua đâu. Nhậu mà ồn ào quá. Còn em nữa. Từ đây về sau đừng ra ngoài một mình. Có gì cứ nói là được. Có gì đâu, em đi bộ giống như là tập thể dục thôi mà. Nhưng bác sĩ đã dặn. Em nhớ rồi. Nhưng mà có hai người nhậu đi. Nhưng mà em nói em nhớ rồi mà. Không, ngồi ngồi. Dạ em nghe anh lớn. Dạ. Dạ em biết rồi, em tới liền. Ủa, có chuyện gì anh? Mới đi nhậu bị đánh. Lại có chuyện nữa sao anh? Không sao đâu, anh đi chung về liền à. Nó mới gọi em nè, nó kêu cứu, em tưởng cứu đầu. Phải chứ nó kêu cứu thì hay gì. Mày lo ăn không à? Dạ. Đi lẹ. Đi xuống về gì nha. Em đi chị hai. Hai mươi giang hồ dơ hả? 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 Hai quýnh một dơ hả? Nè,
tụi bay đừng làm hai chữ giang hồ nó bị thủng nha. Tao nói tụi bay biết, tao không biết quýnh lộn, nhưng tao là chùm lì đòn. Tụi bay quýnh tao không bao giờ tao té được. Tụi bay tin không? Tin không? Tao vẫn lì đòn. Trời ơi, quyết tà le luôn rồi. Nhưng không sao, tao là vua trụ hạng mà. Tao lì lắm, tụi bay tin không? Bởi vì tụi bay không tin thì tao đâu có phun máu nhiều như vậy. Cứu em đại ca ơi! Đại ca ơi! Mày thấy ba mày rồi con ơi. Trời ơi là trời! Đại ca! Đại ca có sao không? Mày có sao không? Mày có sao không? Mẹ tiếng cúc rồi. Tấn Tu, tốt lắm. Cảm ơn anh lớn. Đại ca, anh lớn được tiền chưa đại ca? Đại ca. Ồ, mày tới rồi hả? Ngồi đi. Có sao không? Hỏi cô khác được không? Chứ cô này khó trả lời quá. Anh làm gì vậy? Thì của mày đó. Em không lấy đâu. Nhận đi. Thôi mà, anh chị còn nhiều việc phải làm lắm, em không lấy tiền đâu. Yên tâm đi, anh chị vẫn còn tiền, nhận đi. Không. Anh em không à, nhận đi. Em nói là mày không coi tao là anh em hả? Mày có đánh trúng nào đâu, toàn bị nó quánh không à. Mai là có anh đỡ, chứ không là cái mặt anh nát luôn rồi đó. Thôi nhận đi, lèm bèm hoài. Nè. Cảm ơn anh. Mà nè. Sao nhiều vậy? Có nhiều đâu. Mày làm gì hết tiền hoài vậy? Nè, đừng nói với tao nha. Mày cờ bạc hay nghiện ma túy gì nha? Mày dính nói mày chết với tao nha. Anh Thuận, trời ơi, em là giang hồ văn hóa mà, đâu có đụng vô ba thứ đó. Vậy tao sẽ hết tiền. Tại vì em có nhiêu tiền em cũng đưa cho gia đình người yêu em hết á. Còn anh Lụng hả? Dạ đúng rồi. Làm như em bị mất nghiệp hay sao á. Mỗi lần gia đình bên đó kẹt cái là hỏi em, kẹt cái hỏi em, em giống như là cây ATM vậy đó. Em khổ hết sức à. Bởi vậy, tại vì thực sự ra là ảnh thương em nhiều quá thôi, chứ không là em bỏ lâu rồi. Nè, anh làm gì vậy? Anh đừng, trời ơi kỳ lắm nha. Em phải em than vãn để xin tiền anh nữa đâu, anh đừng làm vậy. Anh hiểu mà, cầm lấy nè. Em không có lấy đâu. Mà lấy không? Anh nghĩ sao vậy, em lấy tiền của anh? Tao đếm từ 1 tới 3 mày không lấy là thôi nha. Anh đếm tới 10 em cũng không lấy nữa. 1. Em không có lấy. 2. Em mà lấy tiền của anh em làm con chó luôn á. 299. Anh đừng có nhắc em nữa. 3. À, không lấy. Không lấy đúng không? Không. Vậy thôi đi về. Khoan anh, khoan. Lấy đúng không? Bậy, lấy làm chó mà nói rồi. Vậy mày kêu lại làm gì? Em mà đụng vô mấy tờ 500 nó làm chó liền luôn. Vậy mày kêu lại làm gì? Nay mình chiến thắng rực rỡ, có tiền mình đi nhậu đi anh. Không được, bây giờ khuya rồi, nhậu chị mày lo. Thì bây giờ mình nhậu quán được, mình về nhà mình nhậu. Mày điên hả? Về bày biện cho chị mày dọn hả?
Đi về. Đi thôi anh về đi, em về nè. Anh Tùng. Anh Tùng. Anh Tùng ơi, tiền anh Tùng ơi. Anh Tùng. Trời ơi, này cố tình cho mình nè. Trời ơi, 2,5 triệu luôn. Nãy nói là không lấy rồi. Giờ sao đây? Về. Không được nữa. Mà bây giờ bỏ ở đây tụi nhân viên tưởng khách bo nó lấy. Ai mà bo tới 2,5 triệu. Chắc đại gia quá. Nhất định mình không lấy số tiền của anh Tùng. Lấy làm chó. Mấy đứa ơi, đổi nó 2,5 triệu mấy đứa ơi. Có ai đó không? Diễm Phương, Diễm Phương, Diễm Phương, Diễm Phương. Ngàn lời yêu thương vẫn còn cất giữ sâu trong trái tim. Ngày qua, đừng vội trách cha vô tâm con nhé. Vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha.